Theo toàn thể anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo một cái tài khoản YouTube để upload chia sẻ các cái video. Việc đầu tiên các bạn cần đó là phải có một tài khoản Gmail. Chị đăng nhập cái Gmail này. Mình sẽ tạo một tài khoản mới nhá. Chọn đăng nhập bằng tài khoản khác này. Thêm tài khoản này. Đây, tạo tài khoản đây này. Ví dụ mình sẽ tạo một cái tài khoản tên này, tên là tên của bạn nhé, ví dụ Trần Văn Hóng nhé. Mình tiếng Việt đi. Ok, mật khẩu này, mật khẩu 8 ký tự, có cả chữ hoa chữ thường nhá. Cái tên này có người dùng rồi, 987 xem. Cũng đã có người sử dụng rồi. Năm nay 2017 đúng không? Chắn chưa đặt tính chính xác ngày tháng năm sinh vào nhé, năm 2000. Quan trọng cái bước này là phải có một cái số điện thoại xác thực này. Mình sẽ đánh số điện thoại tiếp theo này. Bạn nhớ đọc hết cái này nhá. Tôi đồng ý. Nó sẽ gửi một cái tin nhắn kích hoạt bằng số điện thoại của các bạn vừa đánh vào đây. Chờ một lúc. Mình sẽ check trên điện thoại. Bước này rất là quan trọng. Không có số điện thoại các bạn không thể làm được cái xác thực Google để đăng ký tài khoản Gmail, và không có Gmail thì chắc chắn sẽ không thể có YouTube được. Chờ một lúc. Như vậy là các bạn đã có một cái tài khoản Gmail ở đây rồi, rất là đơn giản. Một số cái hướng dẫn mình nhớ là có phần tạo thêm cái bảo mật mai, mình nghĩ là có lẽ là thử xem bảo mật lớp 2 này đâu nhỉ. Cái phần chỉnh để phòng cái trường hợp mình mất mật khẩu. Phần này có lẽ không quan trọng lắm. Sẽ hướng dẫn các bạn từ sau khi đã có tài khoản Gmail rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kênh YouTube. Các bạn ấn vào đây nha.
Đây, chọn mục YouTube này, các bạn đánh youtube.com được. Mình sẽ chọn đăng nhập này. Như vậy nó sẽ link cái tài khoản Gmail này sang cái YouTube. Hiện bạn đã đăng ký kênh YouTube. Cho các bạn ấn vào đây nhá. Cái biểu tượng avatar các bạn này. Đấy. Chọn Chris Studio. Và ấn chọn tạo kênh. Trên này sẽ ghi tên của kênh, ví dụ là Trần Thăng Channel. Cái này có thể sửa sao? Để thử. Đó, như vậy các bạn đã có một kênh YouTube tên là Trần Văn Hồng. Xác minh này. Bước này rất quan trọng, phải xác minh bằng số điện thoại. Số này là số sim giác rồi. Sẽ gửi cho bạn cái tin nhắn về số máy này. Bốn bảy hai tháng bảy em. Các bạn sang mình này. Đây mình sẽ dẫn luôn các bạn cách bật kiếm tiền trên YouTube đây. Các bạn ở mục này nhắc sẽ có cái phần kiếm tiền này, các bạn chọn bật này. Đấy nhá, ví dụ bắt đầu từ tháng 4 thì đã thấy YouTube bắt đầu có phần điều kiện để đăng ký cái đối tác của YouTube. Đây, ví dụ mọi người thấy dòng chữ này. Tất cả các kênh cần phải ít nhất có 10.000 lượt view. Như vậy kênh này chắc chắn là sẽ không đăng ký được, tại vì kênh người ta cũng chưa có lượt view. Nhưng mà bạn cũng có thể tải được video các thứ lên. Sau khi tải video lên thì các bạn phải kiếm được 10.000 view. Ra 10.000 view cũng khá là dễ. Hát một cái gì hot hot react lên, đặt một cái giật cân rồi spam khoảng 3 ngày các bạn sẽ có 1.000 view. Mà nhanh có thể 1 tiếng đã có 1.000 view, 10.000 view. Thế nhân mình sẽ dẫn các bạn tải video lên này. Cái phần này khá là quan trọng. Phần này các bạn sẽ đặt gọi là mặc định set default cho các cái video tải lên các bạn. Ví dụ mình sẽ đánh đây cái dòng description mô tả này. Bấm theo dõi kênh của tôi. Ví dụ mình thấy người ta hay đặt như này. Chị Facebook các bạn đây nhá. Các bạn kiểu sale cái kênh YouTube của mình. Đánh nội dung này. Chọn cái mục là các bạn chọn giải trí ạ. Cái phần này là một cái phần gọi là nếu bạn để mục này thì những clip của bạn thì những người khác họ có thể tái sử dụng, tức là họ có thể re-up lại mà không bị cái YouTube báo cảnh báo về bản quyền. Thường thì cái phần này nếu mà bạn làm partner của YouTube thì như các bạn biết ấy, thì lượt view ở một số quốc gia khác nhau nó sẽ có những cái mức tính phí khác nhau. Ví dụ đây mình hay chọn người Mỹ, California chẳng hạn. Ở Mỹ, California thì là có cộng đồng người Việt rất là đông. Chọn người Cali nó sẽ nhiều xe hơn một cái lượt view ấy. YouTube trả của mình cũng sẽ cao hơn. Los Angeles này, cái California này. Thường cái bác làm người chuyên gia lại chọn là Cali. Cái lượt view ở Việt Nam thì YouTube trả không cao lắm. Với cả ở Việt Nam thì như các bạn biết nó cũng dính cái tình trạng ván cờ lung tung, và cộng đồng Việt Nam thì
cho YouTube mình không đẹp lắm đâu nhỉ, mình mới lấy kali ở đâu nhỉ, như đi qua rồi sao nhỉ. Las Vegas này, thông thường chọn về Mỹ hoặc là Brazil nó sẽ có cái mức trả cao hơn. Đây là một số cái gọi là kinh nghiệm này. Đây, chọn lại đi, xong sẽ lưu cái phần này lại nha. Xong, bây giờ mình sẽ tải thử một đoạn video cho các bạn xem nhé. Các bạn ấn vào đây này, thì mũi tên upload này, chọn video đường dẫn. Khi tải các bạn nhớ đổi tên của video trước nhé, để tiện cho việc sale sau này. Sale càng chi tiết càng tốt. Đây, ví dụ chế độ có ở đây nó sẽ có 3 chế độ. Chế độ công khai là tất cả mọi người có thể xem được không ạ? Chế độ không công khai, ở chế độ không công khai tức là mọi người vẫn có thể xem được, nếu chỉ là sẽ có cái đường link của cái clip này thì mọi người bấm vào link các bạn vẫn xem được. Còn chế độ riêng tư private này thì chỉ có mình bạn xem được thôi, kẻ có link các bạn click vào nó sẽ báo là riêng tư không thể xem được. Nếu bạn chia sẻ trong nhóm hoặc muốn người khác biết thì vậy chế độ không công khai, còn muốn public share thì chỉ công khai này. Các con này cũng nhanh xuất bản này, mình sẽ rất nói qua về cái gọi là sale YouTube này. Thứ nhất là về đặt tiêu đề này, bóng đá cũng đặt cái tiêu đề sao cực sốc cực hay, các thứ nó giật tít được, ví dụ thế nhá. SEO thứ hai đó là SEO cái phần description này, miêu tả này, trên subject có thì phần description vẫn có này. Tiếp theo là phần thẻ tang này, ví dụ mình chọn cái keyword, ví dụ thành phố nào, ví dụ keyword là cực hay này. Ví dụ mấy kia những người xem họ search trên cái này này cực hay, nó sẽ ra video mà. SEO top là họ đánh cái từ này ra mà họ video của bạn vào trong top 10 thì là các bạn SEO top của YouTube. Phần này mình sẽ tạo một danh sách mới này, ký sự phẫu thuật, ví dụ này, có một playlist tựa có một cái nhóm các video có cùng chủ đề với nhau, mình sẽ tạo thành một cái playlist. Chỗ này để tên mình nữa, cách nhau số phẩy nhỉ, mình thay đổi này. Đấy, sẽ chờ này up lên xong. Ngoài ra còn cái phần nữa là phần sale về Tumblr này, mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Thumb like tức là hình thu nhỏ của các clip của bạn. Cái này là một cách rất là hiệu quả để mọi người có thể trực quan nhất, tức là nhìn cái hình ảnh để đoán được nội dung video. À, các bạn nhớ tạo thêm cái phần Google Plus nhé, Google cộng đây này. Rõ là tại sao mình phải tạo Google Plus này. Tham gia Google cộng này, tạo hồ sơ này và thì đánh tên này, rồi thuyết trình. Phần này sao không quan trọng lắm. À, như vậy mình đã tham gia YouTube này, chọn một hình bất kỳ đi.
bên đây để mai kia sau khi các bạn tải xong các thứ lên ý, thì mình sẽ dùng cái này để mua hình thức để sell. Chả có cái ảnh nào cả. Có tỷ lệ điểm ảnh này 2018 nhân 72 hay sao? Xong. Trời ơi lâu vậy. Không biết cá nhân là không em đi quay chả. Không đi một nơi lưu này. Xong. Mục đích làm cái này để làm gì? Để khi bạn tải xong đây này, sẽ có một cái phần gọi là chia sẻ. Trên cái gọi là kênh của Chris Studio này, kênh của tôi này, các bạn còn phải kích hoạt một cái này nữa này. Và cái này là sau khi xác thực bằng số điện thoại thì mặc định này các bạn luôn được tải những clip dài hơn 15 phút. Đây chính là về trạng thái về bản quyền này. Trạng tốt này, nó có các mức cảnh báo này, trạng thái về nguyên tắc cộng đồng này, đây là trạng thái hút này. Theo từng cấp cái này nó mà tiến dần lên là đến trạng thái này là kênh của bạn bị khóa rồi, tôi được hai lần cảnh cáo về trạng thái bản quyền hoặc là trạng thái cộng đồng này. Đấy, đã tải xong rồi này. Đấy nha, mình sẽ làm sao để phải cần tạo cái một flood này. Đây chỉ cần gì cái này. Trên cả kênh Facebook. Ok, mình sẽ không đăng. Đấy, như vậy các bạn đã tải xong một cái video rất là đơn giản lên YouTube cách tạo kênh. Thực ra chẳng có gì, đầu tiên các bạn phải có một cái tài khoản Gmail, sau đó dùng số điện thoại để kích hoạt cái Gmail và sau đó tạo kênh YouTube, lại dùng số điện thoại đó để kích hoạt kênh YouTube. Thế thôi. Và ví dụ bạn up xong này bây giờ muốn không người khác xem nữa để quản lý video này, tích vào đây, chọn cái này là không công khai, không công khai tôi hiểu này, thì tức là không công khai chỉ là những người có được cái đường dẫn này thì mới xem được,
Đây chính là cái đường dẫn tôi nói này. Tức là ở này có link này thì nó sẽ xem được này. Còn bình thường nó sẽ không search được cái clip này. Chỉ có link mới xem được thôi. Đó chính là không vai. Nó có biểu tượng hình khóa này. Khóa hờ thôi. Ok, như vậy đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.